things I've been driving. Nếu các bạn có nhu cầu đặt các gói vật phẩm trong Black Together, các bạn hãy đến với minsabin.com. Đây là một nơi hội tụ đầy đủ tất cả các gói nội thất của thương hiệu Black Together mà giá lại cực kỳ rẻ và uy tín. Gói nội thất khủng long hiện tại trong game có giá là 499.000 đồng, tương đương rằng 500.000 đồng. Khi các bạn đặt trên trang chủ minsabin.com, các bạn chỉ cần thanh toán gói nội thất với mức giá là 400.000 đồng, chúng ta tiết kiệm được 100.000 đồng. Đây là một trang nạp tất cả các vật phẩm của Black Together cực kỳ an toàn, do đó nick game của các bạn sẽ cực kỳ an toàn khi các bạn nạp từ minsabin.com. Địa chỉ của trang web mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này và ghi ở dưới phần bình luận. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chế tạo tên lửa chúng ta có thể bay lên trên không trung cũng như là bay xuyên vũ trụ như ở đầu clip các bạn mới vừa xem đó. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Đầu tiên các bạn hãy đi vô cái căn nhà các bạn đang sinh sống, nói chung là căn nhà nào cũng được ở trên nha các bạn. Căn nhà nào mà chúng ta ở không giọt mưa là được nha. Đây là nhà của mình sống trong một cái căn nhà container nha, với đầy đủ những cái tiện nghi nha các bạn. Trong thời gian tới mình sẽ mở tiệc và mong các bạn đến để tham quan căn nhà của mình nha. Rồi tiếp theo các bạn hãy tìm đến sát cái quách tường này cũng được, cái quách tường mà chúng ta có thể đi ra phía sau giường là được á. Tiếp theo đó các bạn hãy lấy một cái chiếc ghế ra. Bạn nào chưa có ghế thì mua cho mình một chiếc ghế dựa như thế này nha. Tiếp theo đó các bạn hãy chỉnh cái ghế như trong video là được nha các bạn. Có nghĩa là 50% ở trong nhà, còn 50% ở ngoài vườn. Tiếp theo đó thì các bạn ngồi lên ghế và các bạn di chuyển ra sau vườn. Rồi ok, di chuyển ra sau vườn rồi làm gì giờ? Kiếm cái chỗ nào á có cái võng, lấy cái võng văng lên chỗ cái cây rồi chúng ta ngủ giấc nha. Rồi ok, rồi chúc các bạn thôi ha. Sau khi di chuyển ra sau vườn thì các bạn tìm đến một cái khoảng trống. Các bạn hãy vô trong cửa hàng nội thất và các bạn hãy tìm đến cái mục đó chính là cái giường ngủ nha các bạn. Trong tất cả 4 cái giường ngủ này á, các bạn mua cái giường ngủ nào cũng được. Mua cái giường ngủ thấp thấp thôi, mình đã có giường ngủ rồi thì mình không có mua nữa ha, các bạn mua nữa chi cho tốn tiền nha. Rồi ok, tiếp theo đó thì các bạn qua bên cái phần đó chính là cầu trượt. Các bạn hãy mua cho mình đó chính là cái cầu trượt trị giá là 1.800 tiền sao nha các bạn. Đây mua cái loại rẻ rẻ, đừng cái ông nào mà mua cái loại mà cao quá bằng kim cương đá quý nha, mua cái loại rẻ rẻ như thế này là được rồi ha. Mua cho mình là cái đường trượt này nè, chị nhà trị giá 1.800 tiền sao thôi, rẻ bà cố luôn á. Rồi ok, ở đây mình cũng đã có rồi, do đó mình không có mua nữa chi cho tốn tiền. Rồi tiếp theo là sau khi đã mua xong thì bây giờ chúng ta bắt đầu vô trong cái kho lưu trữ để chúng ta lấy cái giường hồi nãy chúng ta vừa mua ra các bạn. Đúng rồi, lấy cái giường ra chứ đó, lấy cái giường hoặc là lấy cái cầu trượt ra trước cũng được các bạn. Nói tóm lại là chúng ta phải lấy hai cái món đó ra ha. Rồi mình sẽ lấy cái cầu trượt ra trước đi, vậy đi. Sau khi lấy cái cầu trượt ra thì các bạn xây vòng vòng, xây 460 độ, 720 độ đó, xây theo một cái hướng mà các bạn muốn bắn lên trời các bạn. Rồi đó, ở đó mình xây gì đó, rồi ok rồi đó. Rồi tiếp theo bây giờ là lấy cái công đoạn lấy cái giường ra để nằm nè đó, thấy không? Sau khi đã lấy được cái giường đó ha, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái giường nè đến lại gần cái cầu trượt ha. Các bạn sửa làm sao mà cho cái cầu trượt với cái giường nó có một cái khoảng trống nhất định nha. Đó, nói chung là làm theo video là được, chắc chắn là được 1000% là được luôn các bạn á, mình chắc chắn là được luôn đó. Sửa sao nhìn cho nó đẹp chút xíu ha các bạn. Đó, quậy cũng nhìn cũng ok rồi đó, nó có cái khoảng trống nhỏ nhỏ ở giữa là được nha các bạn. Rồi tiếp theo đó thì các bạn hãy leo lên cái cầu trượt nha. Các bạn lưu ý là khi các bạn đứng ở trên cái cầu trượt càng lâu á thì chúng ta sẽ bay càng cao nha. Khi các bạn vừa đứng lên cái cầu trượt thì các bạn bấm vô cái chữ dách 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 ở trên cái trường á. Sau khi vừa bấm xong thì các bạn bấm cái nút và đứng lên, di chuyển lên là tự động nó sẽ đẩy chúng ta bay rồi các bạn. Chứ các bạn đừng nằm dưới cái giường lâu quá nha, các bạn nằm dưới cái giường lâu quá là nó sẽ không đẩy chúng ta bay đâu nha. Do cái thời gian mà mình đứng ở trên cầu trượt á là nó hơi ngắn á, thì cái tốc độ cũng như là cái khoảng cách mà cái tên lửa này nó đẩy chúng ta đi á, nó sẽ có một cái khoảng cách hơi gần ha các bạn. Đó. Các bạn đứng càng lâu thì nó sẽ đẩy các bạn càng xa cũng như là càng cao nha. Bây giờ mình sẽ thử đứng lâu một chút nha các bạn. Thấy chưa các bạn ơi, lần này thì nó đã để chúng ta đi một cái khoảng cách khá là xa rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta có thể bay được lên tuốt ở trên cao luôn nha các bạn ha. Thì để bay được lên tuốt trên cao thì chúng ta phải cần có một cái cầu trượt nữa hỗ trợ các bạn. Ở đây mình sử dụng cái cầu trượt, cái loại là cầu trượt đường cong nha, mình cũng đã có sẵn rồi á. Bạn nào chưa có thì có thể tìm để mua nha các bạn. Đó, thì sau khi đã có được cái cầu trượt này thì các bạn cũng lấy ra các bạn lắp đặt vô ở ngay sát cái giường các bạn ơi. Chúng ta lắp đặt cái đối diện cái cầu trượt hồi nãy nha. Các bạn lắp đặt như ở trong cái video là được á. Rồi
Rồi, bây giờ mình sẽ đứng lên trên cái cầu trượt nè. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành một cái phi vụ bay ra ngoài vũ trụ, bay ra ngoài cái không gian nha. Các bạn đứng càng lâu, nói chung là các bạn đứng ở chỗ cái khu vực này càng lâu thì các bạn sẽ bay càng cao cũng như là càng xa nha. Đó, mình sẽ đứng thử một lát nha. Đó các bạn thấy không, u là trời, nó bay cao coi kìa các bạn ơi, bay say mà cảm thấy là muốn chóng mặt luôn các bạn. Đó rồi nó bay, nó đưa mình vô vách núi luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, rồi cái này là mắc kẹt ở đây luôn rồi các bạn. Đó, rất là đơn giản đúng không các bạn, không có gì đâu mà khó các bạn ơi. Các bạn cứ làm theo cái video của mình là được nha. Ok con dê luôn, bay cao cực kỳ luôn các bạn. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.